Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe có thể nói là thuộc dòng sưu tầm luôn các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này mới lăn bánh hơn 16 vạn km. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe Santa Fe ở thời kỳ năm 2008, 09, 10, 11. Đấy, đa số là những chiếc xe nhập khẩu các bạn nhé. Và trong những chiếc xe nhập khẩu thì nó lại có phân làm hai loại. Một là nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc này, hoặc là hàng Hàn Quốc xuất châu Âu này. Và một bản nữa cũng là nhập khẩu, nhưng nó là bản nhập khẩu về Việt Nam, tức là Hyundai thành công nhập về đấy ạ. Mỗi một bản thì nó sẽ có một cái tiêu chuẩn khác nhau các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc xe Hyundai Santa Fe ở cái phiên bản này, nhập nội địa Hàn Quốc các bạn nhé. Bản đủ 12 túi khí và máy dầu, máy 2.0 máy dầu, máy VGT. Đấy, và bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, rửa đèn pha này, cửa sổ nóc này, khóa thông minh. Đấy, và ghế điện, hai hàng ghế trước ghế điện nhá. Và có sấy ghế này, hộp lạnh này, cảm biến lùi này, camera lùi, màn hình GPS dẫn đường, đầy đủ hết rồi bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ, không còn thiếu cái gì nữa các bạn nhé. Những cái phiên bản này để phân biệt rõ nhất là nó có 12 túi khí này và hộp lạnh là phiên bản đầy đủ nhất rồi bạn ạ. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến chiếc xe này, chúng tôi cam kết với các bạn có thể nói đây là một cái hàng sưu tầm rất là đẹp. Phiên bản SLX nhá. Phiên bản SLX nó cao hơn phiên bản MLX. Đấy, phiên bản SLX là phiên bản đủ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, bản nội địa bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe SLX 2009 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe SLX này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe SLX 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản SLX sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần khung gầm, thân vỏ, máy móc. Đấy, tất cả về bên ngoài. Đấy, bây giờ là quý vị và các bạn xem đấy ạ. Nước sơn đấy ạ. Tôi nghĩ là chiếc xe này nước sơn zin còn rất là nhiều luôn bạn nhé. Không có bị tai nạn, cũng không có bị ngập nước gì cả, cho nên là cái nền nó còn rất đẹp đây. Toàn bộ từ phần ba đờ sốc này cho đến phần tai này, phần cánh cửa trước, cánh cửa sau, phần hông đều rất đẹp luôn bạn nhé. Nền rất là căng. Hôm nay thì thời tiết nó rất là nắng, tôi đang để dưới ánh nắng này, là có thể nói lúc này là nhiệt độ và ánh nắng đang cao nhất trong ngày, cho nên là nếu như có bị cái nền nó đã không phẳng thì nhìn nó rất là rõ luôn bạn nhé. Đấy, nền rất phẳng này, tôi quay một cái góc nghiêng cho quý vị bạn xem. Và đây là cái phần sườn bên phụ, bạn thấy đấy ạ. Đấy, cái nền rất đẹp luôn các bạn nhé. Rất phẳng, không có bị tai nạn, cũng không có bị ngập nước gì đâu. Toàn bộ từ cái phần ba đờ sốc trước này cho đến phần tai này, phần cánh cửa trước này, cánh cửa sau này, đấy, và phần hông này, đấy, đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc thì bao giờ nó cũng rất là bền bỉ và đẹp đẽ, và nhất là chủ xe lại giữ gìn, cho nên là xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như chưa có bị xước sát gì đâu. Nhìn từ đằng sau bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao này. Cái cốp sau, cửa sau, những chiếc xe 7 chỗ thì cửa sau này còn gọi là cửa sau chứ không gọi là cốp các bạn nhá. Đấy, có tay nắm này, cũng là khóa thông minh, bấm để mở từ đằng sau này. Và cái cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả.
tất cả là còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, đây là cái cụm đèn hậu này. Đấy, cụm đèn hậu rất là đẹp luôn này, còn mới luôn các bạn nhé, chưa có bị xước sát gì cả đâu, cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Và nhìn từ đằng sau này, chúng ta thấy được xe cũng đã được trang bị sẵn nguyên bản là đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi nguyên bản của xe rồi các bạn nhé. Đấy, bộ đôi nhìn rất là thể thao, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và phía bên trên này thì xe cũng đã được trang bị là giá nóc rồi. Nhìn chiếc xe rất là khỏe. Những chiếc xe thuộc dòng SUV thì thường hay được trang bị là cái giá nóc. Nhìn chiếc xe nó rất là khỏe đây các bạn nhé. Xem từ cái phần ngang này chúng ta thấy là rất là khỏe này. Xe được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu là gập điện rồi này. Tích hợp xi nhan trên gương VGT. Đây là ký hiệu của động cơ các bạn nhé. Động cơ máy dầu 2.0 VGT. Đấy, và xe được trang bị là la răng đúc rồi này. Dàn lốp thì còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày. Phanh đĩa 4 bánh. Đấy, phanh đĩa là cả 4 bánh rồi này. Dàn lốp thì rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc trước thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị sẵn là đèn pha bi xenon này. Bên dưới là có rửa đèn pha này. Đấy, rửa đèn pha luôn các bạn nhé. Rửa đèn pha và cái cụm đèn pha bi xenon này cũng rất là mới, chưa có bị xước sát hay là nứt vỡ gì cả các bạn ạ. Toàn bộ về mặt ca lăng, lưới tản nhiệt của chiếc xe đều rất là đẹp đây các bạn nhé. Rất là mới này, 2009, tính ra là cũng đã 15 năm sử dụng rồi. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bằng tuổi đời của một thiếu nữ. Đấy, tầm 15 tuổi là bây giờ là đang thiếu nữ, đang xinh đẹp luôn các bạn nhé. Đây thì chiếc xe này cũng đã có 15 năm tuổi rồi. Và dàn lốp thì bạn thấy đấy ạ, rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay kể cả bên phụ này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Và đặc biệt là gương này là có auto, khi chúng ta lùi là nó tự động là cụp gương, ngả gương xuống để chúng ta xem về cái mặt sau các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe 2009 đều đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản SLX các bạn nhé. Nó phiên bản cao hơn và đủ đồ hơn phiên bản MLX Santa Fe. Toàn bộ về phần ngoại thất của xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước này, từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này với những cái nẹp vân cái gỗ này, chrome này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và ghế điện, ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí. Đây, ghế chỉnh điện đây các bạn nhé. Đây, và vân gỗ thì nó đi theo một cái option từ vô lăng này. Đấy, từ vô lăng luôn các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2009 đây các bạn nhé. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc 2009 này, phiên bản Santa Fe. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Bên trên thì có cửa sổ nóc rồi. Ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí. Và có cả sấy ghế luôn quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ nổ máy của chiếc xe này lên. Đấy, tôi đã nổ máy chiếc xe lên rồi các bạn nhé. Và tôi sẽ bắt đầu xuống ra đằng sau để tôi sẽ xuống và giới thiệu cho quý vị các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau, để tôi ra tôi cho cái đài nó nhỏ đi cái. Cho cái đài nó nhỏ đi để tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa phía sau đây các bạn xem này. Cánh cửa phía sau keo chỉ còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ là nguyên zin luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Táp bi cánh cửa đây, rất là đẹp luôn này. Đấy, những cái vân gỗ này, nẹp chrome này. Đấy, và nội thất bên trong quý vị các bạn xem này ạ. Cái hàng ghế bên trong đây. Đấy, hàng ghế bên trong cũng là có sấy ghế luôn các bạn nhé. Đây, có sấy ghế luôn này. Hàng ghế bên trong là đều có sấy ghế này. Và đây, vô lăng cũng được tích hợp vân gỗ này, nó rất là đẹp luôn bạn nhá. Đây, bên cánh cửa này nó cũng là vân gỗ này, nó giống với lại cái vô lăng này. Đấy, và vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, điện thoại rảnh tay này. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe lăn bánh được 16 vạn km các bạn nhé.
Đấy, 16 vạn km rồi. Đấy, và hàng ghế trước thì có sấy ghế này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Màn hình zin theo xe là đầu DVD. Đầu này là đầu DVD các bạn nhá, tích hợp cả bản đồ dẫn đường, camera lùi. Đấy, một chiếc xe rất là nhiều option. Gương chiếu hậu này. Đây là gương chiếu hậu này, cửa sổ nóc này. Bên trên là có cửa sổ nóc luôn bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ và túi khí là 12 túi khí này, trải dài quanh xe 12 túi khí luôn quý vị các bạn nhé. Đây, phiên bản này là phiên bản nội địa của Hàn cho nên là nó mới có nhiều túi khí ạ. Những chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc xuất ra các nước nhưng nó sẽ option khác nhau bạn ạ. Bản nội địa Hàn hoặc là bản xuất châu Âu thì nó sẽ có nhiều túi khí hơn, còn nếu như là bản thành công nhập về xuất, tức là xuất về Việt Nam thì là túi khí nó sẽ ít hơn luôn các bạn nhé. Option cũng sẽ ít hơn tại vì là Việt Nam mình thường là cắt bớt option một chút để cho giá thành nó sẽ phù hợp với người Việt Nam mình, cho nên giá thành nó thấp hơn các bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị các bạn nào mà mua thì tùy quý vị các bạn nhé. Lúc xe mới thì chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể mua những bản đủ, bản nội địa, bản xuất châu Âu. Còn nếu như mà những người nào mà vừa tiền thì mua cái bản thiếu, bản trong hãng thì nó ít đồ hơn các bạn nhé, cũng tiết kiệm được một ít tiền. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị bạn cùng xem cốp sau nhé. Đấy, cốp sau của chiếc xe đây các bạn này. Toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này là cũng còn nguyên zin này, chưa có vết tháo các bạn nhé. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau đâu. Ốc cánh cửa còn nguyên zin này. Keo của cái cốp sau này cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên zin này, không có bị tai nạn gì đâu, không có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Và nội thất bên trong thì quý vị các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe 2009, 15 năm sử dụng rồi nhưng chiếc xe này trần cũng còn rất là đẹp luôn nhé. Và đây, toàn bộ những cái phần nhựa của cốp sau cũng đều rất đẹp. Hàng ghế sau này thì đang gập lại đây các bạn này. Đấy, đang gập lại hàng ghế này các bạn nhé. Hàng ghế sau với những chiếc xe 7 chỗ thì cũng rất là ít người ngồi cả 7 lắm, đa số là gập ghế lại. Đấy, nhưng tôi cũng khuyên quý vị các bạn nào mà nhà gia đình mà có ít người không đi hết 7 chỗ nhưng cũng nên mua những chiếc xe 7 chỗ bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì những chiếc xe 7 chỗ hàng ghế sau là chúng ta gập lại là chúng ta có thể để được mà rất nhiều đồ các bạn nhé. Đặc biệt ở chiếc xe Santa Fe này. Chiếc xe Santa Fe này thì các bạn thấy đây ạ, tôi sẽ gập ghế hàng ghế tiếp giữa này cho các bạn xem này, để thấy được là nó tiện dụng của chiếc xe này nó như nào nhé. Đấy, hàng ghế này chúng ta gập lại này. Đấy, hàng ghế này gập lại này. Đây, tôi sẽ gập lại cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được mua một chiếc xe 7 chỗ, đặc biệt là chiếc xe Santa Fe này. Tất nhiên là không phải chiếc xe 7 chỗ nào cũng gấp được gọn như này đâu. Chủ yếu là chiếc xe Santa Fe này, chúng ta sẽ gấp lại thì nó như một chiếc giường nằm như này đây ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy có rộng không ạ? Có tiện lợi không ạ? Đây, nếu như mà hai người mà đi du lịch, hai vợ chồng mà đi du lịch thì chỉ cầm thêm một ít chăn đi thôi là chúng ta có thể ngả cái xe hàng ghế 2 và hàng ghế 3 này ra là chúng ta đã có ngay được một chiếc giường để ngủ rồi các bạn nhé. Rất là tiện lợi đấy. Đấy, và ngồi đây chơi thì chúng ta có thể ngồi đây chơi cũng rất là hợp lý luôn, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là tiện lợi của chiếc xe 7 chỗ nói chung và chiếc xe Santa Fe này các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, toàn bộ từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy các bạn nhé, keo chỉ nguyên zin. Đấy, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này và nội thất đằng bên trong này. Đấy, nội thất bên trong thì rất là đẹp rồi. Đấy, hàng ghế này chúng ta gập lại là nó gọn, nó đẹp như này đấy nhá. Còn nếu như có người ngồi thì chúng ta lại để lên. Đấy, phải nói là cái độ tiện lợi của Santa Fe là vô đối luôn bạn nhá. Và cái hàng ghế giữa này chúng ta có thể ngả được nhiều nấc này. Đấy, chúng ta có thể ngả kiểu này, hoặc là có thể ngả hết cỡ. Ngồi ở chiếc xe Santa Fe này, đây chúng ta xem, ngồi ngả rất thoải mái luôn. Những người ngồi sau của chiếc xe này thì rất thích luôn, hàng ghế sau này ngồi cũng rất thích luôn bạn nhé. Đấy, và đặc biệt là hàng ghế sau cũng có sấy ghế luôn bạn ạ. Với những option của những chiếc xe Hàn Quốc thì bao giờ cũng là rất tuyệt vời. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa đây các bạn nhé. Bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ cánh cửa này, đây là keo chỉ cánh cửa nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin, chưa mất một phân keo chỉ nào các bạn nhớ. Đấy, keo chỉ rất đẹp luôn này, nguyên zin này, táp bi cánh cửa đây. Đấy, một chiếc xe phải nói là đẹp và hoàn hảo luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp như này đây. Vô lăng, cần số này,
tay phanh thì nó ở bên chân bên kia. Đấy, nội thất của chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, những được thiết kế với những cái kết hợp giữa vân gỗ rất là sang đẹp của chiếc xe Santa Fe các bạn nhé. Đấy, bề và ghế bên phụ này cũng là ghế điện luôn các bạn này. Ghế bên phụ rồi ghế điện này, bậc cửa này rất đẹp luôn các bạn nhé. Trải sàn da rồi, đấy chiếc xe này được trải sàn da rồi. Tất cả các con ốc từ những ốc bản lề cánh cửa này là cũng còn nguyên zin, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý vị các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe SLX 2009 này là một cái khối động cơ VGT các bạn nhé, động cơ diesel với dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn ạ. Đấy, ở cái động cơ này thì các bạn cũng đã biết rồi ạ. Thứ nhất là rất bền bỉ, cái thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Các cụ người ta đã dạy rồi, đi xe con thì phải hai đầu, mà đã đi sang thì cứ máy dầu mà đi. Tại sao đi xe con là phải hai đầu? Tức là xe con nó dài, tức là những chiếc xe sedan ấy nó dài hơn, hai đầu nó dài hơn, nó đem lại an toàn cho những người ngồi trong xe quý vị các bạn nhé. Và đã đi sang là phải đi máy dầu, bởi vì san máy dầu rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Ở động cơ diesel thì những chiếc xe của Hàn Quốc, những chiếc xe của Hyundai nói riêng là đều rất là bền bỉ, và động cơ của nó đặc biệt là nó rất là êm ái các bạn nhé. Động cơ dầu rất là êm ái luôn. Và ở chiếc xe này nó còn zin, còn nguyên bản các bạn này. Đấy, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Đây là những cái ốc tai này, ốc cabo này. Đấy, ốc cabo chưa có bị tháo đâu các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin, chưa có bị tháo này. Đấy, ốc nguyên zin luôn, ốc cabo chưa có vết tháo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, đến những cái tem này cũng còn nguyên này, chưa có bị lem sơn đâu nhá, và còn nguyên zin này. Cái tem này là tem của Hàn Quốc, nó dán ở trên cái cabo này, thì nó thể hiện đây là cái động cơ này 1991cc, tức là động cơ 2.0 đấy. Đấy, động cơ 2.0 nhá. Và keo chỉ của nó là còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên luôn các bạn nhé. Cabo xịn luôn đây các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và ở những cái động cơ máy dầu thì cái ắc quy bao giờ nó cũng rất là to. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái động cơ này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn. Đấy, những chiếc xe máy dầu mà đời cao thì chúng tôi không nói làm gì. Nhưng mà đời sâu, đấy, tức là đời sâu như chiếc xe này 2000 mấy, hoặc là kể cả đến từ 2015 trở lại, là nhiều xe là máy dầu bây giờ ướt nhẹp hết rồi. Máy dầu nó rất là ướt. Đấy, chiếc xe này thì còn đang khô rong các bạn xem đấy. Đấy, nó khô rong. Đấy, những chiếc xe mà bị dầu chảy ướt thì chúng tôi về là bao giờ chúng tôi cũng phải dọn dẹp sạch sẽ rồi, không bao giờ dám để nó mộc như thế này. Đấy, nhưng chiếc xe này chúng tôi tự tin để mộc như thế này để bán các bạn nhé. Tự tin để mộc tức là không dọn. Đấy, không dọn là như động cơ nó phải khô, nó phải đẹp như này thì chúng tôi mới dám để nguyên. Chứ còn nếu như mà dầu chảy ướt nhẹp khắp xe rồi thì không bao giờ chúng tôi dám để nguyên như chiếc xe này đâu. Đấy, rất là mộc mạc luôn các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đến xem có thể check các nơi luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mộc mạc, không có dọn máy. Đấy, chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu, để cho nó, cho quý vị các bạn đến xem thấy sự nguyên bản của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản SLX 2.0 máy dầu sản xuất năm 2009, lăn bánh được hơn 16 vạn km bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản SLX 2009 nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản nội địa Hàn này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe SLX này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.